Thank you.
Chào các bạn thân mến, trong cái buổi hướng dẫn guitar ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn bài guitar chuyển thể từ cái bài hát Speak Softly Love, tức là dịch ra tiếng Việt là thú yêu thương. Có một số bạn đã yêu cầu tôi hướng dẫn bài này, thì ngày hôm nay tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn các bạn cái bài bản này ở trên guitar tab. Các bạn nhìn trên guitar tab thì rất là dễ, nếu mà những cái nốt ở bên trên ý, thì nó được thể hiện bấm ở trên các dây, tức là có 6 dây đàn, tab ở bên dưới. Đấy, thì các bạn bây giờ chỉ cần chú ý tới cái trường độ của các nốt thôi. Thế còn các nốt bấm như nào là nó có ở bên dưới tab rồi, rất là dễ, đơn giản thôi. Quan trọng nhất là các bạn sẽ nhìn cái trường độ để đánh làm sao cho nó đúng. Trong cái phần bài này thì cái phần đầu nhạc dạng thì nó ở cái nhịp 3-4, và đến phần bắt đầu vào bài chính thì nó sẽ là nhịp 4-4. Đấy, các bạn lưu ý cho tôi nhé. Thế còn về cái tốc độ của bài này nó ghi là largo thì nó là cái tốc độ là rất là chậm. Đấy, thì các bạn đánh làm sao cứ thư thả thôi chứ không thì phải vội cả nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ bắt đầu vào phần hướng dẫn cụ thể, bắt đầu từ cái dòng kẻ nhạc thứ nhất. Các bạn nhìn trên dòng kẻ nhạc thứ nhất thì các bạn thấy là bắt đầu nó vào nhịp 3-4, tức là ở cái hợp âm rê thứ này. Thực tế bài này nó sẽ là bài ở giọng la thứ, nhưng mà bắt đầu vào cái phần dạo nhạc thì nó lại là bắt đầu vào rê thứ nhé. Các bạn chú ý nghe tôi hướng dẫn. Đây, rê thứ các bạn bấm cho tôi ở cái thế tay 5. Thế tay 5 thì chỗ này các bạn sẽ bấm hai nốt, tức là pha trên dây số 2. Đấy.
đây là mi mà, đây là pha đây, và đây là la nhá, pha la đấy, pha la nhá. Thì các bạn chọc với di rè đây để buông nhá. Các bạn đánh tức là cái đập cho tôi là mỗi một ô nhịp là một đập thôi. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, thì cái nốt đầu tiên là 1 2 nhá, 1 2, còn 3 là các bạn nhấc lên là các bạn đánh ở cái gì, là hai cái nốt tiếp theo móc đơn đấy nhá, là ở phách 3 nhá. Ví dụ xuống cái nốt tức là son hoàn và si dáng đây, son hoàn là hai ngón này nhá, hai ngón này thì các bạn bấm xuống đây thì các bạn vào đầu ô nhịp, nhưng các bạn không gảy bởi vì cái nốt rê nó vẫn lưu từ cái ô nhịp trước, thế các bạn chỉ có gảy hai nốt này thôi chứ không phải là gảy cái bát rê nữa nhá. Đấy, như thế bây giờ tôi sẽ gảy lại cái ô nhịp thứ nhất và ô nhịp thứ hai cho các bạn nghe. Tiếp theo là ô nhịp thứ hai sang ô nhịp thứ ba là các bạn là ở phách 3 nhá, 3. Các bạn chỗ này các bạn bấm thêm cái ngón này vào cái nốt rê nhá, thì các bạn sẽ có là ở hợp âm rê thứ, thì các bạn ấy nhỉ, chập với rê này, các bạn đánh vào phách rê là ở phách 3 nhá, 1 2. Đấy, cái nốt mà pha la đây, pha la là cái nốt đen đấy, thì các bạn là ở phách 3, 1 2, các bạn đập xuống là chập, đập xuống chập với dây rề thì các bạn là nhấc chân đánh luôn cái nốt gì, rề pha là cái nốt hai cái dây ngón ngón 3 và ngón 2 nhá. Đấy, sau các bạn lại ngân dài, tức là chỗ này các bạn sẽ ngân cho tôi là 5 phách, bởi vì là có một phách là gì, đấy là ở đâu nhịp rồi, thì các bạn này 2 3 4 5 6. Bây giờ tôi sẽ đánh 1 2 3 4 ô nhịp đầu tiên cho các bạn nghe. Các bạn chú ý này, hai ba bốn năm sáu. Tiếp theo, vào tiếp theo ô nhịp tiếp theo của cái phần vế sau thì các bạn lại tiếp tục đánh như thế, tức là giống như là cái ô nhịp trước cũng này, nhưng cái câu sau nó khác là chỉ đánh nốt la thôi. Đấy, chỗ này thì các bạn đánh cho tôi ngón gảy ngón 3 nhé, đây là ngón 3 là la, sau đó là để hai cái ngón này các bạn sẽ gì, gảy cái đồ mi đây, các bạn chặn cho tôi là một ngón trỏ đây, chặn như này nhá, đồ mi. Đấy, tôi đánh lại 1 2 3 4 cô nhịp tiếp theo, tức là của cái cuối cái dòng kẻ nhạc thứ nhất nhá, cho các bạn nghe này. Chỗ này thì các bạn cũng đếm là 2 3 4 5 6 là hết nhá. Thế các bạn tiếp tục xuống dòng kẻ nhạc thứ hai. Dòng kẻ nhạc thứ hai thì bắt đầu là các bạn sẽ đánh gì, là bát nhá, là này, đô và gì, lá. Đô là chặn ngón một hết, tức là ở cái thế tay năm nhá, chặn ngón một như ở cái thế tay năm đây, thế tay năm đây, họ ghi táp tức là trên dây phím năm nhá, và gì, là dây buông. Tiếp theo các bạn sẽ đánh ba cái dây đó cùng một lúc, sau đó đánh son thăng la đô nhá. Chỗ này thì các bạn đánh lùi lên, tức là son la đô, sau đó lên la gì, chập vào hợp âm đây, nó ghi là hợp âm son đấy, son thăng 7, son thăng 07 nhá, đây
nhé. Son thăng 707. Thì các bạn sẽ bấm cho tôi là ngón trỏ vào nốt pha son thăng 7 nhé. Đây. Pha này. Tiếp theo là đây là gì? Si. Và si rế, si rế son thăng. Đấy. Đấy tôi gảy nhé. Các bạn nhìn thấy số ngón nó bấm của nó là ở trên thế tay, tức là gì? Cái nốt trên cái dây này này, từng dây một đấy là ngón là 3 này, 4. Đây, 3 4. Sau tiếp tục là 3 4. 3 4 3 4, tức là trên gì? 4 cái dây đàn ở bên dưới. Tiếp theo, tức là đánh hợp âm này son xuống đây là gì? Tiếp theo hợp âm dưới này nhé. Và đây gì? Về la thứ nhé. Bây giờ tôi sẽ đánh 4 cái ô nhịp đầu tiên của dòng kể nhạc thứ hai cho các bạn nghe. Cái sau cùng thì các bạn giải ra này, các bạn đừng đánh thì nghe nó hơi cứng nhé. Đầu tiên các bạn có thể chập này, ví dụ chẳng hạn như này, như này. Bốn cái ô nhịp cuối của cái dòng kể nhạc thứ hai. Chỗ này thì các bạn sẽ đánh rê thứ chập với rề. Lại quay lại rê thứ chập với rề nhé. Đấy, như thế. Và một. Đấy, cuối cái dòng kẻ nhạc thứ hai bên trên thì nó là đã là gì? 4 ô nhịp 44 rồi, tức là nó ở cái giọng si thứ 7 5 giảm. Đấy nhá. Đây. Các bạn bấm, tức là ngón của nó là trên dây là, thì các bạn bấm ngón gì? Ngón 1 rồi ở phím 2. Và đây, phím 3 là ngón 3. Còn phím 2 là ở dây 3 ở đây. Còn cái ngón gì? Ngón út các bạn bấm vào rê. Đấy, như như này. Đấy, các bạn xì nhá. Đây. Chỗ này là mi xuống cái nhịp dưới là mi trưởng này. Đấy, nó vào như thế nhá. Các bạn khi mà các bạn đánh đến mì thì các bạn sẽ chậm dần, bởi vì đầu tiên nhạc dạo các bạn dạo hơi nhanh một chút, nó ở nhịp 3-4 thì nghe nó sẽ không khí hơn. Sau đến khi vào nhịp 4-4 thì các bạn sẽ giãn dần, chậm dần ra thì nghe nó rất tình cảm, rất hay. Đây, tôi vào cái bắt đầu từ dòng kẻ thứ ba là mi trưởng này. Chỗ này các bạn vào la thứ là nó sẽ ở là này, sau đó là đô mi tí si. Tuy nhiên là cái nốt si là ở cái hợp âm mi 7 đấy. Đấy, có nghĩa là nó lưu lại vào đầu ô nhịp của cái ô nhịp sau, nhưng sau đó nó lại trở về la ngay. Đấy, nó vẫn cứ nhắc đi nhắc lại cái nốt si này thì nghe nó rất là lưu luyến và tình cảm, tức là nó lưu lại của cái nốt si của hợp âm trước mi 7 nhé. Đấy, nhưng mà thực tế đến chỗ này nó đã gì, đã trở về giọng la thứ rồi nhé. Đến cái hợp âm sau thì nó lại gì, rê thứ 6 đấy, rê rê, sau đó là rê pha si, đây là nốt 6 này, si là nốt 6 nhé. Sau đó là đấy. Đấy, như này. Chỗ này các bạn sẽ bấm hai cái ngón vào nốt này, vuốt xuống bên dưới là gì, rê pha và gì, sau đó là mì son. Đấy, hai cái nốt đó nhé. Các bạn nhìn thấy số ngón này. Sau đó các bạn sẽ đánh vào gì, là mi. Đấy, là
mi này thì các bạn sẽ gảy nén ở ngón ba nhé. Sau đó là các bạn sẽ đánh là giải luôn hai cái nốt, tức là mi mi la mi đố nhá, nó lại trở về thứ tay một nhá. Đấy, như thế. Bây giờ tôi sẽ đánh lại từ cái ô nhịp đầu tiên của dòng kẻ nhạc thứ ba đến ô nhịp thứ ba cho các bạn nghe nhá. Nó như đấy, nó là như thế nhá. Bây giờ tôi sẽ đánh lại một lần nữa cái chỗ này, tức là cái ô nhịp thứ hai, thứ ba sang ô nhịp thứ tư của cái dòng kẻ nhạc thứ ba nhé, cho các bạn nghe này. Đấy, đến chỗ này thì các bạn nên nhớ là mì la mì đố, sau tiếp theo đánh liền luôn đấy nhé. Tiếp theo lại đấy, giống như là ô nhịp trước đây đấy nhá, la này, rê sáu này. Nhưng đến đoạn này thì các bạn phải lưu ý là nhớ là nó đánh khác đoạn trên, ở chỗ cái chỗ này là hơi khó, các bạn phải lưu ý này. Chỗ này các bạn sẽ bấm hai ngón ở giữa là gì, đồ mi đây, là nhá, đồ mi dáng đây, mi này, đồ mi dáng thì đánh các bạn này bấm ngón 4 và ngón 3 để các bạn chuyển sang hợp âm si thứ 7 năm giảm đây. Đấy, nó như này. Đấy, chỗ này là si này, fa này và đây là si rê. Đấy, người ta ghi là si thứ 7 năm giảm. Bởi vì tiện cái ngón này các bạn bấm đây, các bạn dê lên trên rất dễ, tức là hai cái ngón mà ngón 4 ngón 3 ở hai cái nốt dưới này các bạn dê lên đây. Đấy nhá. Bây giờ tôi sẽ đánh lại cái ô hai cái ô nhịp cuối của dòng kẻ nhạc thứ ba và xuống ô nhịp đầu tiên của dòng kẻ nhạc thứ tư cho các bạn nghe nhá. Đây là hợp âm gì, si thứ 7 năm giảm đây, sau đó các bạn đập thêm một đập, tức là hai đấy, phách ba thì nó sẽ vào gì, rê nhá, sau đó là rê đấy, thì các bạn đánh liền tù tì luôn nhá. Nó như này, đến khi mà si thứ 7 đây, si thứ 7 giảm 5 đây, thì các bạn đánh là 1 2 1, là đánh vào si thứ 7 giảm 5 đấy, 1 2, đến phách 3 là bắt đầu là vào cái rè nhá, buông này, 2 đấy, rê này. Xuống cái hợp âm đây thì các bạn nên nhớ là hợp âm này bấm nó giống như cái hợp âm ở trên này này. Đấy các bạn này. Mình lùi đây. Nó gồm có gì? Son thăng. Tiếp theo rê fa gì si. Đấy nhá. Thì vẫn ở cái hợp âm, tức là đây các bạn bấm này, si nhá, như trên này. Đấy. Si thứ 7 năm giảm đây. Tiếp theo cái chỗ này thì các bạn cũng đập một đập, sau các bạn đếm 2 cho tôi, đến phách 3 thì bấm vào mi nhá.
hai mi, sau các bạn chuyển, tức là ngón út các bạn bấm vào re nhé, re pha, chỗ này út là re pha này. Chỗ này là son thăng nhé. Đấy. Rê pha son thăng này. Chỗ này về la thứ. Các bạn giải tức là và ba cái ngón của ngón một chặn cái phím năm này là tức là đồ mi la. Nhá. Cứ đánh lại từ cái chỗ này cho các bạn nhé. Khi mà các bạn chạy lên đây hợp âm. Đấy, từ bắt đầu cái đầu ô nhịp của cái dòng kẻ thứ tư. Đây chỗ này là si thứ 7 năm giảm nhé. Thì các bạn đánh này như này, này. Chỗ này thì các bạn tiếp theo ô nhịp tiếp theo các bạn đánh là la, sau đó là la đô nhé. Này là son tí son hoàn nhá. Đây này các bạn chú ý này là gì, sang đầu nhịp sau là mi 7 thì các bạn bấm hai cái ngón này cho tôi, son thăng và gì pha đấy, thì các bạn chập với gì rê son thăng si là dây vuông và pha thường nhá. Đấy, giờ tôi sẽ đánh lại từ cái nốt la này cho các bạn nghe này. Là la đô son nhé. Đây này. Đấy, vẫn thế. Son thăng này. Đúng rồi. Bây giờ tôi sẽ đánh lại một lần nữa từ nốt la này. Đây là buông này. Đấy, đến ô nhịp cuối cùng của dòng kỳ nhạc thứ tư là đánh là thì nó đánh luôn cái nốt là đô si la nhá. Đấy này, bởi vì là cái trên là nghỉ có móc đơn thôi thì các bạn nhấc chân lên các bạn phải đánh luôn cái nốt sau là đô si la nhá. Đấy, là đô si la nhá. Và các bạn tiếp theo là các bạn khi mà các bạn đánh đến cái là buông này rồi thì các bạn đấy. La la gì, la la son son thăng son thường nhá, chập với gì son nhá, các bạn xuống ở cái bắt đầu dòng kẻ nhạc thứ năm. Đấy, bây giờ tôi đánh bắt đầu từ cái ô nhịp mà cuối cùng của dòng kẻ nhạc thứ tư cho các bạn nghe, sau nối xuống dòng kẻ nhạc thứ năm nhé. Đây này. Son thì các bạn chập với son nhé. Đấy. Tiếp theo các bạn bây giờ xuống dòng kẻ nhạc thứ năm thì chỗ này các bạn son chập với son và các bạn bấm cho tôi tức là hai cái nốt son. Đây, son ở trên ngón 3 ở trên cái dây số 4 ấy. Đấy, phím 5 ấy là son này và si, son si re son nhá, hợp âm son trưởng. Đây, thì các bạn này. Thì các bạn gảy tức là chập hai cái dây si re nhá, còn son đấy nhá. Đấy, như thế, tôi gảy lại này. Đến cái nốt mà son thì các bạn nhấc chân lên các bạn đánh luôn hai cái chùm hai nốt quãng tức là re, các bạn đếm nhá, re mi fa son la si quãng 6 nhá, tức là re si đồ lá và gì là phá, đấy là quãng 6 đấy. Đây, các bạn sẽ đánh lại tức là cái bắt đầu vào hợp âm son nhá. Quãng 6 đây. Các bạn gảy cho tôi hai cái ngón tức là út và gì ngón 3, ngón 4. Đây. Đây gồm có hai nốt này. Đấy.
Chỗ này các bạn sẽ đánh cho tôi móc đơn tất nhá. Đập chân vào cái gì? Son đây các bạn này. Và tiếp theo vào. Và tiếp theo là gì? Chỗ này các bạn đánh xì. Đấy, xì dáng đây, ở trên dây la. Xì với gì? Rê. Chỗ này nó là xì dáng trưởng nhá, 7. Đấy. Chỗ này là các bạn rê thăng các bạn bờ với ngón út xuống nhá. Thì các bạn là pha thường này. Đấy. Bây giờ tôi sẽ đánh lại từ cái ô nhịp đầu tiên của dòng nhạc thứ 5 là từ cái chỗ này là son, son trưởng nhá. Đấy, như thế này, đây. Từ cái nốt này. Từ cái ô nhịp trên cho nó dễ nhá. Đây này. Đồ mi, đồ mi, son với son đố chậm hai với nhau ấy. Đấy. Đấy, nhá. Chỗ này đô thì các bạn đánh này, đồ mi, đố là chậm với son. Xì dáng chập với gì? Rê. Đấy. Sau các bạn đây. Đấy, như thế nhá. Bây giờ tôi sẽ đánh lại một lần nữa, tức là ở cái ô nhịp thứ nhất, tức là nối tiếp từ ô nhịp trên xuống ô nhịp thứ nhất này của dòng kẻ nhạc thứ 5 cho đến cái ô nhịp cuối cùng của dòng kẻ nhạc thứ 5 cho các bạn nghe nhé. Đấy, chỗ này đập chân nhé. Đập chân cái trong cái gãy tiếp theo là lại xuống tiếp theo nhé. Đập chân xong các bạn mới gảy tiếp theo vào cái nhịp để nối xuống cái dòng cái nhạc thứ 6. Đấy. Thì nó sẽ như này. Tiếp theo các bạn lại quay lại giống như cái phần trên ấy nhá. Đấy. Đoạn này thì gửi giống hệt như cái trên. Và tiếp theo của nó là gì? Và cũng lại giống như cái câu trên. Hai rê. Đấy, như thế, giống hệt như câu trên nhá. Rê này. Đập chân vào rê này. Giống câu trên thôi, các bạn gảy như thế thôi. Và tiếp theo của nó là nhá. Đây vào đây là đô xón y xì như câu trên. Đến chỗ này thì các bạn sẽ kết thúc ở cái phần 1. Sau đó các bạn sẽ quay lại hai chấm ở bên trên nhá. Đến đây là phần 1. Đây. Lại tiếp tục à. Nó quay lại từ cái hai chấm ở bên trên nhé. Thì bây giờ tôi sẽ gảy lại từ la thứ đây này.
lại quay lại từ cái hai chấm ở bên trên. Chỗ này thì tôi sẽ không gẩy lại nữa nhé. Lần sau các bạn gẩy thì đến cái chỗ bắt đầu vào số 1 thì các bạn bỏ số 1 đi, các bạn sẽ vào cái lần 2 là kết thôi nhé. Đấy. Đấy, bắt đầu vào cái ô 2. Ô 2 này thì các bạn đánh bắt đầu từ là này. Là. Đấy, thì nó cũng giống như câu trên thôi, nhưng mà cái phần sau nó khác. Thì các bạn nhìn thấy cái hoa mỹ, tức là cái nốt son vuốt lên pha này. Tức là nó cái nốt son này nó không được tính trường độ mà nó đấy coi như là pha thôi nhá. Nó vuốt bằng ngón 4 này. Chỗ này là chập với gì? Pha chập với mì nhá. Tới anh lại bắt đầu từ cái sang cái lần thứ hai là kết bài nhá. Lần thứ hai bắt đầu là này. Đấy. Chỗ này mất ngỗng các bạn nhìn đấy nhá. Đây. Cái nốt mì nó được ngân từ pha tới cái nốt mi của thứ hai, nhưng mà người ta chỉ gảy dây bát mì một lần thôi nhá. Còn sau này thì các bạn sẽ đánh một nốt mi là mặt ngỗng đấy, thì các bạn có thể ngân tự do 1, 2 phách, 3 phách, 4 phách tùy theo cảm hứng nhé. Đấy, tôi đánh lại cho các bạn ở cái ô nhịp bắt đầu chuyển sang cái phần hai kết ấy nhé. Đó đi như này, và đến cái mắt ngỗng thì các bạn ngân tự do, tức là theo cảm hứng mà các bạn làm sao cảm thấy nó hay là được nhé. Nó không sẽ phải là móc đơn nữa, có thể là nó sẽ trở thành đen hoặc là trắng hoặc là ấy, vân vân, tùy theo cảm hứng. Bây giờ tôi sẽ đánh lại cái ô nhịp cuối cùng cho các bạn một lần nữa là hết bài. Bây giờ các bạn sẽ nghe lại toàn bộ bài này tôi chơi từ đầu đến cuối. Chúc các bạn thành công. Thank you.
Thank you.